8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tại cổng thông tin kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tra cứu tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố hoặc trên laodong.vn. Sau đây là một số việc thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi. 1. Làm đơn phúc khảo. Nếu nhận thấy điểm thi bất thường, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7. Thời hạn giải quyết bài thi phúc khảo là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Chậm nhất ngày 9 tháng 8 năm 2024, thí sinh có đơn xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 2. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Xác nhận nhập học. Chậm nhất là 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường đại học cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. Các thí sinh nếu như trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước ngày 28 tháng 8 năm 2024.